đôi khi định mệnh ép người ta rơi vào hoàn cảnh đau khổ đến cùng cực. Người mà mình dành trọn tình yêu không làm đúng trách nhiệm, bổn phận. Tuy nhiên, cách giải quyết của mỗi người cũng ảnh hưởng rất lớn đến rốt cuộc sau cuối. Giống câu chuyện của một cô hậu phi trẻ kể trên mạng xã hội dưới đây. Em và nó quen nhau từ tháng 4 năm 2018. Cũng hẹn hò, cũng đi chơi, cũng tình cảm tình yêu mến yêu mến yêu mến, chu đáo lắm. Cho đến khi em đi khám bị viêm nhiễm thế hệ phát sinh ra nó có mối quan hệ với một người nữa, trong khi đó em nói ngay từ đầu là không bao giờ thích người lăng nhăng, người thứ ba hay ai đấy biến mình thành người thứ ba. Em chủ động chấm dứt, nhưng một thời gian sau thì nó lại xin quay lại. Thôi thì cũng cảm thấy chân thành nên em đồng ý. Lúc đó em đã xác nhận lại là nó không còn quan hệ với người kia. Nhưng hắn quay lại với em thì cũng quay lại với người kia. Tại thời điểm đó em vẫn chưa biết nhé. Đến mùng năm Tết 2019, em phát hiện có thai và nói với nó. Nó bảo em bỏ. Em bảo không bỏ, tự nuôi, em chủ động lấy máy tính bảng chặn liên lạc để xem thái độ nó thế nào. Ngày hôm sau thì nó gọi thăm em. Em nghĩ nó suy nghĩ lại đã về bảo rằng người kia cũng lên tiếng có thai. Lúc ấy em thế hệ biết bị cắm sừng. Câu chuyện do cô gái đăng tải. Em muốn gặp gỡ bố mẹ nó thì thầm. Nó cất hết lần này đến lần khác. Lúc nào cũng nhiệt tình dụ dỗ em bỏ con. Đến khi em quyết tâm giữ thì lật mặt ngay, nói với bạn bè, bố mẹ em và cả bố mẹ nó đây chưa chắc đã là con nó. Đến khi nhà em đến nhà nó thì thầm thì hai bên đồng ý làm đám cưới. Em và nó thì thỏa thuận là làm đám cưới thôi chứ không đăng ký gì, em cũng không thiết tha gì loại đấy. Trước đám cưới thì em thế hệ nhắc đến chuyện người kia. Nói đừng nhắc đến nữa, chia tay rồi, bạn bè cũng mất rồi. Em tôn trọng em không nhắc. Đến khi đám cưới tổ chức tiệc tiếp khách bên nhà em thì có mình nó về, em đã nghi nghi, đến ngày đón dâu nhà nó lật kèo không về đón. Xong từ lúc đó nó mở màn sống khốn nạn không từ ngữ nào miêu tả nổi. Nó cầm em dở ảnh chụp cưới, nói với mọi người chỉ về làm đám cho đập mặt nhà em, ảnh chỉ là hình thức. Nó ngại nhà em lên gặp gỡ nhà nó nên nói với bố mẹ em lễ phép lắm, vẫn đưa đi khám thai này nọ, nhưng sự thật nói sau lưng em thậm tệ cực, rồi đưa đi khám như một xe ôm đúng nghĩa. Nhưng đỉnh điểm đến khi em gần sinh, em nói muốn đến nhà gặp gỡ bố mẹ nó thì đồng ý, nhưng vì bụng to rồi, em cứ đi khám về mệt, nó cứ lấy lý do em mệt, bố không có nhà hoặc mẹ không có nhà để lừa em. Đến tuần 35 thai kỳ, em quyết đến nhà thì nói lật mặt luôn, nói em nhiều lắm và chỉ dặn mẹ em khi nào em chuyển dạ thì gọi. Đến ngày em chuyển dạ thì mẹ em điện cả chục cuộc nó không nghe. Em sinh hoàn thành nói lại ngại mẹ em đến nhà nói làm um lên, nhắn tin cho mẹ em bảo gửi số phòng ở bệnh viện để qua. Nhưng sao cuối nó cũng có qua đâu. Ảnh minh họa. Cái đáng nói ở đây là nó còn lừa tiền của em. Khi mang thai có lúc em có ý muốn bỏ nhà đi vì ngại không chịu được dư luận nên có bàn với nó. Em nói có dành dụng được 30 triệu đưa cho nó để lo lúc sinh. Nó cầm tiền nói đi tìm nhà để em ở, rồi lúc sinh qua chăm em. Nhưng tất cả chỉ là lời nói. Đến giờ nó chặn liên lạc với em. Ừ thì thôi, không muốn nuôi con thì nói cho nhanh, đây lại còn lấy cả tiền bỉm sữa của con em. Thực sự cô còn tính người nữa. Đọc hoàn thành câu chuyện nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc. Cô gái này đã gặp gỡ phải người chồng tệ hại thật sự. Tuy nhiên, cái chính là thái độ của cô cũng khiến người ngoài giận thay. Người phụ nữ rơi vào trường hợp chọn nhầm đàn ông không thiếu, nhưng cái cách lựa chọn phương hướng giải quyết của cô gái hết sức đần độn. Năm lần bảy lượt tha thứ, tin tưởng cho anh ta đâu phải là sự khôn ngoan. Đôi khi, tha thứ cho một kẻ không ra gì thế hệ là đần nhất đến tột độ. Biết gamer thủ gái khác của anh ta mang bầu nhưng cô vẫn quyết cưới. Nhà gái phải sang trọng, nhà trai bàn lịch, nhà trai chẳng có ai đến rước dâu vẫn chấp nhận. Cái sai và sự đần độn của cô thật đáng trách biết bao. Rút ra sau một mối tình, cô tiền mất, phải làm mẹ đơn thân và chịu biết bao nỗi uất ức về mặt cảm xúc. Nếu ngay từ đầu, cô quyết tâm giữ lấy đứa bé, làm mẹ đơn thân và cắt đứt hoàn toàn với gã đàn ông bội bạc thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ ợn hơn bây giờ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đàn ông đôi lúc có những kẻ cực kỳ xấu xa, nhưng cái chính vẫn là ở cách đương đầu của người phụ nữ.
hãy mạnh mẽ lên và hiểu rõ rệt rằng, đôi lúc một mình vẫn tốt hơn là ở cạnh người đàn ông tồi tệ.